Tối 10 tháng 3, Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết mới nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội về hai người dương tính với SARS-CoV-2 khi đi từ sân bay Nội Bài sang Úc vào ngày 28 tháng 2. Theo đó, một người phụ nữ và con trai ở số 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng lên Hà Nội từ ngày 26 tháng 2. Khi làm xét nghiệm tại Hà Nội, hai mẹ con người này có kết quả âm tính. Ngày 28 tháng 2, mẹ con người này bay từ Hà Nội sang Úc, quá cảnh ở Singapore. Sau khi đến Úc, ngày 2 tháng 3, người con trai có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, người mẹ âm tính. Đến ngày 6 tháng 3, đến được người mẹ dương tính với SARS-CoV-2. Nhận được thông tin, Sở Y tế thành phố Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân đã khẩn trương khoanh vùng và điều tra truy vết những người đã tiếp xúc với hai mẹ con. Sở Y tế thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu những ai đã tiếp xúc với hai mẹ con trên từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 khẩn trương đến trạm y tế nơi cư trú khai báo.